Emily ơi, hôm nay là sinh nhật Jun Bun đó. Nhưng có vẻ như cậu ấy quên mất rồi. Chúng ta tổ chức cho cậu ấy một bữa tiệc thật bất ngờ đi. Được đó Via, bảo đảm Jun Bun sẽ thích bữa tiệc này lắm cho mà coi. Sao tự nhiên các cậu ấy im lặng rồi đi thẳng lên sân thượng vậy ta? Giác quan lừa cho mình biết là hai người này đang có bí mật gì đó mà đang muốn giấu không cho mình biết đây nè. Có chuyện gì vậy Jun Bun? Không có gì đâu mà. Hai cậu cứ nói chuyện tiếp đi ha. Tôi ngồi ở đây chơi thôi cũng được mà. Tôi nghĩ cậu ấy nghi ngờ chúng ta rồi đó. Tụi mình cần phải cẩn thận hơn nha Emily. Hai đứa tụi mình trốn ra chỗ khác đi Tia. Hồi nãy mình nghi ngờ thôi, nhưng bây giờ thì mình đã có thể chắc chắn một điều. Họ đang giấu giếm gì đó sau lưng mình rồi nè. Gintu, Vi với Emily đang có chuyện bí mật gì đó, nhưng họ lại không muốn cho tôi biết đó. Cậu cho tôi khả năng nghe lén từ xa đi, tăng thêm tính lực cho tôi 100%. Không được, 1000 luôn đi ha. Để tôi có thể đứng ngay tại chỗ mà vẫn có thể nghe được họ nói chuyện, được không dạ? Làm ơn đi mà. Được thôi, đợi chút nha. Balasibo, Kana, xí muội, cậu xí vô, tôi xí vào, xí na, xí sọn. Thôi đủ rồi, ồn quá. Cậu thu hồi phép thuật lại đi mà, thu hồi lại ngay đi mà Gento. Tiếng ồn này làm tôi muốn thủng màn nhĩ luôn rồi á. Tôi không thể phân biệt được giọng nói nào là của Vi với Emily trong vô số giọng nói như vậy được đâu. Gintu, hay là cậu thử gợi ý cho tôi chút đi, có cách nào có thể nghe lén họ nói chuyện mà họ không hề hay biết không vậy? Được rồi, tôi cho cậu mượn cái khăn tàng hình. Khi nào con đoàn nó vô rồi thì sẽ không ai nhìn thấy cậu được nữa đâu. Lúc đó thì cậu tha hồ mà nghe họ nói chuyện nha. Ồ, cảm ơn nha Gintu. Tôi đã đặt bánh kẹo xong xuôi hết rồi, còn cố ý chuẩn bị sẵn một cái bánh cà rốt mà cậu ấy thích ăn nữa. Wow, Jun Bun thích cà rốt lắm. Cậu ấy sẽ vui lắm cho mà xem. Được rồi các cậu, cứ tha hồ mà nói chuyện đi nha, tôi sẽ nghe hết luôn đó. Sao có tiếng hát của Jun Bun quanh đây vậy ta?